Để chuẩn bị cho mục tiêu săn vàng tại SEA Games 29, đội tuyển U22 Việt Nam đã lên đường đi tập huấn tại Hàn Quốc vào đêm ngày 31 tháng 7. Sau khi đến Hàn Quốc vào sáng ngày 1 tháng 8, thầy trò huấn luyện viên Hữu Thắng tiếp tục phải di chuyển bằng xe buýt trong 4 tiếng đồng hồ để có mặt tại thành phố Mopo vào lúc 14 giờ để bắt đầu chuyến tập huấn của mình. Do chưa có phòng tại Trung tâm Thể thao Quốc tế Mopo, đội tuyển U22 Việt Nam của thầy trò huấn luyện viên Hữu Thắng phải ở tạm khách sạn Sinan Big Hotel trong 2 ngày trước khi chuyển hẳn vào ở bên trong Trung tâm Mopo ngày 3 tháng 8 tới. Việc các tuyển thủ trải qua cuộc hành trình kéo dài nên mất khá nhiều thể lực. Thấu hiểu điều này, huấn luyện viên Hữu Thắng đã cho toàn đội nghỉ ngơi để lấy lại sức trước khi có buổi tập đầu tiên tại khuôn viên khách sạn vào lúc 18 giờ theo giờ địa phương. Sau khi được nghỉ ngơi lấy lại sức, các tuyển thủ đều rất vui vẻ trong buổi tập đầu tiên. Ở buổi tập này, huấn luyện viên Hữu Thắng chỉ cho các cầu thủ tập làm bóng giãn cơ và chạy nhẹ trong khuôn viên khách sạn để bù lại chặng đường di chuyển dài lẫn hành trình bay trong đêm. Theo dự kiến, kể từ ngày 2 tháng 8, đội tuyển sẽ chính thức bước vào tập luyện 2 buổi trên một ngày bên trong khuôn viên sân tập của Trung tâm bóng đá quốc tế Mopo. Đây là trung tâm bóng đá hiện đại được xây dựng vào năm 2009. Nơi này có trang thiết bị rất đầy đủ, bao gồm gần chục sân bóng, trong đó có 4 sân cỏ tự nhiên và 5 sân cỏ nhân tạo, cùng một sân bóng dành cho thanh thiếu niên. Vào ngày 5 tháng 8 tới, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu đầu tiên tại Hàn Quốc gặp câu lạc bộ Mopo City. Trao đổi với báo chí Việt Nam vào ngày 1 tháng 8, nữ phóng viên Jung Jae-yoon của tờ 442 phiên bản Hàn Quốc tiết lộ, thầy trò huấn luyện viên Hữu Thắng đang nhận được sự quan tâm lớn từ các cổ động viên bóng đá Hàn Quốc sau chiến thắng 1-0 trước đội tuyển các ngôi sao K-League trên sân Mỹ Đình vào tối ngày 29 tháng 7 vừa qua. Nữ phóng viên xinh đẹp cũng cho biết, nhiều fan hâm mộ Hàn Quốc sẽ có mặt tại trung tâm bóng đá quốc tế Mopo trong những ngày tới để xem giò cẳng của đoàn quân huấn luyện viên Hữu Thắng, đặc biệt là trong hai trận đấu giao hữu của đội tuyển U22 Việt Nam tại đây.